cô xinh đẹp thân mến, chàng tin chắc rằng khi em xuất hiện với tông màu đỏ thuần của chiếc váy vô cùng tiểu thư này thì nó sẽ có thể khiến cho các chị yêu của Melia cảm thấy yêu và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không nào? Với chất liệu vải Ly Han sẽ là chất liệu vải chủ đạo thì đây là một dòng chất liệu rất lý tưởng để các chị có thể mặc trong thời tiết mùa thu đông. Và thật sự là êm đầm này không chỉ là form dáng đẹp, ấn tượng bởi tông màu mà nó còn có tính ứng dụng rất là cao khi mà các chị hoàn toàn có thể dễ dàng kết hợp với blazer đen hoặc những dáng áo crotch dài thì sẽ vô cùng sang trọng luôn nhé. Bên cạnh một chất liệu vải tuyệt vời, rất phù hợp với thời tiết thì điều mà Trang cảm thấy yêu nhất ở êm đầm này có lẽ đấy chính là tông màu. Một tông màu đỏ thuần sẽ làm tôn lên được làn da trắng mịn và đây còn là tông màu để có thể đem lại được cho các quý cô xinh đẹp của em sự tự tin, một phong thái chuyên nghiệp và đặc biệt là một làn da cực kỳ là trắng mịn luôn. Với thiết kế dáng tay lỡ kết hợp với những đường ly, chiếc đầm này của chúng ta sẽ tạo cho các chị yêu của em một cảm giác tự tin khi toàn bộ mọi khuyết điểm phần bắp tay sẽ không thấy. Và đặc biệt kiểu dáng tay này thì sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để các chị có thể mặc trong thời tiết mùa thu đông, đúng không nào? Phần eo của chúng ta sẽ là một điểm đặt eo rất lý tưởng nhé. Khi mà giới thiệu về bất kỳ một sản phẩm nào thì Trang cũng cực kỳ chú trọng vào phần form dáng, bởi vì em quan niệm một chiếc đầm chỉ có thể được mặc đẹp nhất khi form dáng của nó có thể tôn trọng được ba vòng của các chị. Một điểm nhấn tiếp theo mà Trang nghĩ là các chị cũng đã phát hiện ra rồi, đấy chính là một phần xếp ngực vô cùng khéo léo này, có thể làm tôn lên được vòng một của các chị em. Và nó cũng sẽ là một chi tiết mà Melia cực kỳ chú trọng để làm cho chiếc đầm của chúng ta trở nên điệu đà hơn, nữ tính hơn và sang trọng hơn rất nhiều. Và sẽ có nhấn cho các chị bằng những hàng cúc vô cùng là sang trọng như thế này đây. Đây quả thực là một mẫu đầm mà Trang nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt vời nếu như các chị lựa chọn để đi dạo phố, đi chơi, tính ứng dụng rất là cao, đúng không nào? Không thì chúng ta có thể đi gặp gỡ đối tác hoặc là đi tới những buổi event hay sự kiện quan trọng. Thanh lịch, duyên dáng và vô cùng tiểu thư. Thật sự nếu như các chị lựa chọn mẫu đầm này thì chắc chắn là các chị sẽ có được sự tự tin cho riêng mình. Melia rất hoan nghênh các chị có thể dành chút thời gian của mình để ghé thăm các cơ sở của Melia trên hệ thống toàn quốc các chị em nhé. Hoặc nếu như mà chúng ta không có thời gian thì các chị hoàn toàn có thể tham gia vào một chính sách mua hàng online cực kỳ ưu đãi. Các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt được miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.